Nguyễn Hiền. Tập 1. Tiếng gà gáy làm cho Lan Chi giật mình. Cô liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại thì đã gần 3 giờ sáng. Sáng mai cô đã hứa với Gia Minh là sẽ về thăm gia đình anh, mà không hiểu sao cảm giác cứ bồn chồn xen lẫn một chút lo lắng làm cho cô không có tài nào ngủ được. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó đã gần 2 năm cô và Gia Minh quen nhau rồi yêu nhau. Trước khi gặp anh, cô đã trải qua một mối tình với Vũ Quấn, là bạn trai cùng lớp, nhưng đó cũng chính là vết thương đầu tiên khi cô bị chính cô bạn thân Hà Liên với người yêu mình đã phản bội cô. Họ yêu nhau từ khi nào mà cô không hề hay biết. Khi phát hiện ra thì cô vô cùng sửng sốt và chỉ biết còn ôm hận và đau khổ mà thôi. Trong khi cô đang mất lòng tin vào cuộc sống thì cô gặp anh trong một bữa tiệc sinh nhật một người bạn tại nhà hàng. Gia Minh nhìn thấy một cô gái mặc cái đầm xanh ngọc đang ngồi thu mình trong góc phòng. Không hiểu sao anh cứ bị cuốn hút bởi cô gái. Mọi người phải ăn uống chúc mừng mà không ai để ý đến cô. Đắn đo một hồi, Gia Minh tiến lại gần từ tốn nói: "Anh muốn uống với em một ly được không?" Cô gái nhìn anh lắc đầu ngờ vực: "Em không có biết uống bia." "Thì anh cũng có biết uống đâu. Mình cùng uống nước lọc nghe." "Dạ, không." Miệng từ chối ly nước, đồng thời mắt cô nhìn đi chỗ khác. Thế vậy Gia Minh tò mò: "Em không được khỏe hả?" "Dạ không." Lan Chi trả lời thật nhẹ và hai mắt đã ngập nước, làm cho Gia Minh không có yên tâm. Từ lúc đó anh cũng ngồi im bên cô, cho dù bạn bè đến lôi kéo, nhưng anh đều từ chối làm ai cũng ngạc nhiên. Nhưng với ai chứ với anh thì đâu có dễ được bạn bè bỏ qua. Mọi người nhất định không có chịu buông tha mà kéo anh lên sân khấu. Bởi chính anh là đại thiếu gia của họ Phùng, một hào gia có tiếng. Sau khi hát xong một bài lấy lệ và nhìn xuống thì cái ghế nơi góc phòng đã bỏ trống. Lan Chi đã ra về từ lúc nào. Mặc dù tâm trạng đang rất buồn, nhưng hôm nay là sinh nhật một người bạn thân hồi phổ thông nên cô không có thể vắng mặt. Định ngồi một lúc rồi về, nhưng khi thấy Gia Minh có vẻ quan tâm tới mình và muốn làm quen thì cô bắt đầu hoảng sợ. Lợi dụng lúc anh quay lưng đi lên sân khấu thì cô tranh thủ ra về thật nhanh. Cô muốn trốn chạy tất cả. Giờ đây bên cô chỉ còn nỗi thất vọng và không có còn có thể tin ai được nữa. Tiếng gõ cửa kéo cô về với thực tại. Nhìn ra khe cửa sổ, cô thấy ánh sáng tràn vào phòng. Tiếng mẹ cô khẽ gọi: "Chị ơi, dậy đi con." "Dạ mẹ." "Ủa, mà sao đêm qua ngủ không có tắt điện hay sao vậy?" Vừa mở cửa cô vừa trả lời mẹ: "Con đọc sách rồi ngủ quên. Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý." "Con gái lớn rồi phải chú ý. Mai mốt đi lấy chồng mà như vậy rồi gặp mẹ chồng khó tính rồi sao?" Vừa nói dứt câu, bỗng bà nhìn cô rồi la lên: "Trời đất ơi, sao mà hai mắt thâm quầng vậy nè? Bộ đêm qua có chuyện gì mà mất ngủ hay sao?" Lúc này Lan Chi mới giật mình. Sáng nay cô đến ra mắt nhà chồng tương lai mà hai mắt thâm quầng như vậy thì tiêu rồi. Cô năn nỉ mẹ: "Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Trời ơi, hai mắt của con dốc quá, con gấu trúc quá à." "Trở lại giường, nằm đắp khăn lạnh thư giãn sẽ đỡ. Nếu đi ra ngoài thì trang điểm mắt kỹ một chút." "Mẹ thật là chu đáo quá, con cảm ơn mẹ nghe." Nói rồi bà Hằng mẹ cô đi xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Nằm một lát cũng không có yên tâm nên Lan Chi cũng vội dậy, còn sửa soạn chờ Gia Minh tới đón. Thấy con gái cứ đi ra đi vào tỏ vẻ sốt ruột, bà Hằng liền hỏi con: "Này con định đi đâu hay sao?" "Dạ anh Minh nói con về nhà ảnh ra mắt ba mẹ mà con bối rối quá à." Thực tình bà Hằng rất quý Gia Minh, chàng trai hiền lành, thông minh và chu đáo, không có giống như cậu Quấn, bạn trai trước kia của Lan Chi. Bà không có mong ước gì hơn là con gái được hạnh phúc.
Thấy con cứ lúng ta lúng túng trong cái áo dài, bà góp ý. Con lần đầu đến nhà chơi ra mắt ông bà ở bên đó, không cần phải cầu kỳ. Mặc áo dài sẽ rất bất tiện. Nếu con làm việc nhà, con mặc một cái đầm không có dài quá, chỉ cao hơn mắt cá chân khoảng 10 phân là được. Vừa kín đáo là vừa tiện, hoặc mặc đồ tây cũng được. Vậy thôi, con mặc cái áo đầm xanh đi. Thật vô tình, cái đầm xanh này anh đã bị cô hút hồn khi gặp ở bữa tiệc sinh nhật cách đây 2 năm. Nhìn Lan Chi vẫn trẻ trung xinh xắn như ngày nào, khiến mẹ cô nhìn con gái cũng lên tiếng. Con gái của mẹ đẹp quá. Con cảm ơn mẹ. Từ lúc đó, bà Hằng không nói gì, nhưng trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Bà chỉ biết cầu xin ơn trên, ban phước lành cho con gái bà. Cái đợt bị bạn thân và người yêu phản bội, thấy con gái suy sụp làm bà vô cùng lo lắng. Nhiều khi bà chỉ sợ con nghĩ quẩn rồi làm điều khờ dại. Nhiều đêm bà không có ngủ, ngồi canh cửa mà khóc thầm. May sao con bà gặp được chàng trai Gia Minh yêu thương đó. Thấy con tươi trẻ mà trái tim người mẹ cũng đã hồng tươi trở lại. Tiếng chuông cửa reo làm cho bà vội chạy ra thì thấy Gia Minh đang xách đồ lỉnh kỉnh từ trên cốp xe xuống. Thấy vậy, bà Hằng lại tưởng con mua để Lan Chi ra mắt gia đình. Đến khi thấy anh xách vào nhà thì bà ngạc nhiên. Ủa, bác tưởng hai đứa mua về cho ông bà ở bên nhà mà. Gia Minh cười cười. Dạ, con mua cho hai nhà. Bà Hằng cảm động nhìn chàng trai. Em Chi lớn tuổi mà còn dại lắm, con khéo đó mà nói đỡ cho nó nghe. Dạ, mẹ con hiền lắm, nhà lại không có con gái nên rất quý cổ. Cứ hối con dẫn về mà Lan Chi không có chịu đó. Lúc này Lan Chi vừa trong nhà đi ra, thấy Gia Minh nói như vậy với mẹ thì lên tiếng. Anh lại nói xấu em với mẹ đúng không? Em hỏi mẹ coi anh có nói gì không? Quan thì màu quá đi. Bà Hằng cười cười. Thôi, hai đứa tranh thủ đi đi, không thì trễ đó. Lan Chi ngồi trên xe lần đầu tiên đến nhà Gia Minh mà tâm trạng vô cùng lo lắng. Cô muốn hỏi anh thật nhiều, hỏi mẹ anh có khó tính không? Mẹ thích ăn những cái món gì, cô sợ không có làm vừa lòng mẹ. Nhưng Gia Minh chỉ cười không nói gì, anh an ủi cô. Mẹ dễ lắm và rất thương em nữa. Mẹ anh đã gặp em đâu mà thương, anh xạo không à? Mẹ nhìn em qua hình nè, hơn nữa mẹ anh thì nhất định sẽ thương em. Nhưng không hiểu sao em thấy lo lắng quá. Câu nói chưa dứt thì xe dừng lại trước một biệt phủ như lâu đài mà cô chỉ nhìn thấy trong phim ảnh thì vô cùng ngạc nhiên. Sao anh lại dừng ở đây? Tới rồi. Nghe được câu cuối mà Lan Chi hòa khóc. Cô không ngờ gia thế của Gia Minh lại giàu có như thế này. Nhiều lần cô gặng hỏi thì anh chỉ nói mình là một kiến trúc sư đồng lương có thể nuôi nổi vợ con có cuộc sống đầy đủ. Chứ anh không có bao giờ nói về độ giàu có của gia đình. Giờ đây đứng trước tình thế này, cô lại hoàn toàn thất vọng. Đã một lần bị người yêu lừa dối, lần này cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Nhưng gia đình cô với gia đình anh quả thật là một trời một vực. Tốt nhất cô tự động rút lui còn hơn để người ta phải từ chối coi thường. Và có khi xúc phạm cả song thân. Cô níu tay khi anh định mở cửa bước ra. Em xin anh cho em quay về đi. Em xin anh đó. Ôm Lan Chi trong vòng tay, Gia Minh đặt nhẹ một nụ hôn trên trán, rồi ngửa mặt cô lên nhìn vào ánh mắt của mình. Hãy nhìn vào mắt của anh và nghe anh nói đây nè. Em sống với anh chứ không phải với người khác. Chỉ cần anh thương yêu em thật lòng là được. Không phải cứ nhà giàu là tốt, ai cũng có những khó khăn. Nếu em đầu hàng, vậy chẳng khác nào em bỏ anh, đúng không? Nhưng em sợ lắm. Cứ ở bên anh, anh hỏi gì thì em trả lời. Có sao nói vậy, không có việc gì phải giấu giếm. Còn lại để cho anh lo. Lúc này người giúp việc thấy xe của cậu chủ về thì vội ra mở cửa. Cũng không còn cách nào khác, nên cô đành im lặng phó mặc cho số phận. Cậu chủ đã về. Tiếng người giúp việc cất lên. Lúc này Lan Chi mới nhìn kỹ thì thấy đó là một người phụ nữ còn khá trẻ, chỉ tầm hơn 30 tuổi.
Vừa thấy cô cúi đầu chào thì chị liền cất tiếng chào thay cho câu giới thiệu. Chào cô, tôi là bé Tư. Em chào chị. Cô chỉ kịp cúi đầu chào chị Tư giúp việc thì đã bị Gia Minh kéo tay đi vào trong nhà. Vừa bước chân vào đến phòng khách, Lan Chi hoàn toàn choáng ngợp bởi độ xa hoa mà cô chỉ nhìn thấy trong những cung điện của vua chúa. Bỗng Gia Minh khẽ giật tay cô, đồng thời nhắc khéo. Hai người kia là ba mẹ của anh, người kế bên là dì ba mẹ kế của anh. Cô muốn hỏi anh thật nhiều, tại sao anh không nói gì đến mẹ kế? Nhưng ở hoàn cảnh này cô không có thời gian cũng như cơ hội để hỏi nữa. Cô lễ phép cúi chào ông Gia Vĩnh, cha của Minh và bà Nhã Trúc. Xong cô lễ phép cúi chào mẹ kế của anh. Ông Gia Vĩnh gương mặt vẫn lạnh băng, cũng như bà mẹ kế mà cô không có nghe anh nhắc đến nên không có biết tên. Cô thấy anh gọi bằng mẹ ba thì cũng cúi chào miệng lý nhí không ra tiếng. Bà Nhã Trúc lên tiếng. Cô gái, ngồi gần lại đây với bác. Gia Minh cùng với Lan Chi đi lại định ngồi xuống cái ghế bên cạnh thì bà nói với con trai. Con ra ngoài kia ngồi để cô gái ngồi đây với mẹ. Lan Chi lo sợ nhìn sang ông Vĩnh và bà mẹ kế mà sau này cô mới biết là bà Thúy Lan, thì bắt gặp ánh mắt liếc xéo như dao của bà. Cô lý nhí. Con cảm ơn bác. Vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì thì ông Gia Vĩnh hỏi cô. Cô học ở đâu? Chuyên ngành gì? Hiện nay làm ở đâu? Gia Minh vội đỡ lời. Dạ thưa ba, Lan Chi học. Mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng ông Vĩnh lên tiếng làm cho Minh im bặt. Cô gái có miệng để nói, sao để người khác trả lời thay? Lan Chi thấy vậy thì thất kinh hồn vía, mặt tái mét rồi ấp úng. Dạ thưa bác, cháu... Bàn tay thật ấm áp của bà Nhã Trúc đã cầm lấy tay cô như truyền thêm sức mạnh, làm cho Lan Chi cũng tự nhiên hơn. Dạ, cháu học đại học kiến trúc, chuyên ngành thiết kế. Hiện nay cháu làm ở phòng thiết kế thuộc tập đoàn Hưng Thịnh. Ông Vĩnh chỉ hừ một tiếng, rồi tỏ vẻ không có vừa lòng đứng dậy đi vào trong. Lúc này, bà Thúy Lan vội đi theo níu cánh tay ông, không quên bỏ lại phía sau một cái liếc mắt sắc như dao. Có một điều kỳ lạ là bà Nhã Trúc mẹ của Gia Minh không hề biểu lộ một thái độ gì, bà vẫn nhoẻn cười quay sang cô gái. Ba mẹ cháu có khỏe không? Gia Minh đi lại phía sau ôm lấy vai mẹ. Về gia đình Lan Chi thì con đã thưa với ba mẹ rồi, mẹ thương con thì cũng thương vợ con nghe. Bà Nhã Trúc quay sang phía Lan Chi mắng yêu con trai. Chị khéo nịnh mẹ thôi, ai chịu lấy anh chưa mà vợ nào ở đây chứ? Mai mốt con đừng có lo bị nó bắt nạt. Gia Minh lớn tiếng. Lại phe cánh nữa rồi. Một mình mẹ con còn không có chống đỡ nổi. Huống chi lại thêm Lan Chi nữa. Thì sao giờ đây? Ba người cùng cười. Một lát sau bà nói với cô. Con cứ tự nhiên nghe. Trưa nay nhà bếp làm cơm nên con không phải làm gì cả. Bác lên phòng nghỉ đây. Lan Chi cúi đầu chào lễ phép. Dạ, bác lên phòng nghỉ đi. Bà Nhã Trúc nhìn cô gái rồi gật đầu. Bà rất mừng khi lần đầu tiên gặp người mà con trai bà đưa về. Cuộc đời bà cả ngày tụng kinh sám hối cầu cho gia đạo được bình an. Cho dù ngoài kia có phong ba bão táp, chỉ cần nhìn thấy con trai bà cười hạnh phúc là bà vui lắm. Theo ông Vĩnh lên lầu, bà Thúy Lan tỏ ra không có vui khi gặp cô gái Lan Chi, bạn của Gia Minh. Trong mắt của bà, thì cô ta con nhà nghèo, không có môn đăng hộ đối với Quỳnh Gia. Hơn nữa, dù gì nếu lấy Gia Minh thì nghiễm nhiên Lan Chi sẽ là dâu trưởng trong dòng họ Phùng. Nghe nói cô ta lại cũng đã từng tốt nghiệp đại học kiến trúc. Nếu như hai vợ chồng Gia Minh đều là kiến trúc sư thì tương lai kế nghiệp tập đoàn chỉ còn trong tầm tay. Rồi bà lại nghĩ đến Gia Huy, con trai của bà. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là nó về nước. Nhưng nếu hai đứa kết hôn thì khi con trai bà trở về sẽ không còn cơ hội. Chính bà cũng không hiểu Gia Huy sang bển học cái ngành gì mà lúc nào cũng yêu cầu mẹ gửi tiền sang. Nay lý do này, mai lý do khác, nhiều khi bà phải giấu ông Vĩnh không nói ra sự thật về cậu con trai ăn chơi trác táng mà luôn miệng khen con chăm chỉ, mai mốt sẽ là một ông chủ tương lai. Những lúc như vậy,
bà lại thấy ông Vĩnh im lặng không nói gì, thậm chí ông ôm gối sang phòng sách. Thấy ông Vĩnh ngã người trên ghế sofa, bà Thúy Lan lại gần massage cho chồng, miệng thì thỏ thẻ. Em thấy con bé này không có được, gặp người lớn mà vô lễ quá. Ông Vĩnh nhổm người quay sang hỏi. Tại sao em lại nói như vậy? Con bé nó có làm gì đâu mà vô lễ. Nó học kiến trúc là tốt rồi. Nhưng anh sẽ đưa nó về tập đoàn, không có được làm ở tập đoàn Hưng Thịnh, đang là đối thủ của anh. Bà Lan giật mình. Hóa ra ông Vĩnh im lặng là ông đang tính đến nước cờ cho tương lai vợ chồng con trai trưởng của mình. Vậy nếu Gia Huy về nước thì sao chứ? Không được, nhất định bằng mọi cách bà phải ngăn cản cái đám cưới này. Con cái nhà không có giáo dục, đã nghèo lại còn vô lễ, mai mốt mà vô phúc trước nó về thì có mà loạn. Bà vừa nói cái gì hả? Tôi đã nhắc rất nhiều lần là bà không có được nói lung tung mà. Vậy ông coi tôi là cái gì ở cái nhà này? Con trai lấy vợ mà mẹ không có được phép ý kiến là sao? Khi nào đến thằng Gia Huy thì bà tha hồ mà nói, còn thằng Gia Minh là bà im giùm tôi. Bà Lan xe sầm nét mặt, không biết đây là lần thứ mấy ông Vĩnh không cho phép bà can thiệp vào chuyện của mẹ con bà Nhã Trúc. Chính bà còn không hiểu tại sao ông lại nể, thậm chí là kiêng dè cái bà vợ già mà suốt ngày chỉ biết niệm Phật chứ có biết cái gì đâu. Những lần trước thì bà không có nói, nhưng lần này liên quan đến quyền lợi của thằng Gia Huy, con trai của bà, thì bà phải ra tay. Ít nhất thì tài sản cũng phải chia đôi, không thể để cho vợ chồng thằng Gia Minh nắm toàn quyền được. Bà không nói gì mà tức tối đi ra ngoài gọi điện cho Gia Huy. Tiếng của Gia Huy quát to trong máy, kèm theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cho bà giật mình. Không biết nó làm cái quái gì mà mở nhạc lớn như vậy không biết. Con làm cái gì vậy hả? Dặn nhạc nhỏ xuống để nói chuyện với mẹ. Con đang ở vũ trường, lúc khác nói chuyện với mẹ nghe. Tắt máy à. Alo, alo. Quá tức giận, bà gào lên. Nhưng thằng con trời đánh của bà đang còn mãi nhảy nhót, đâu có thèm quan tâm. Bà buông người mệt mỏi xuống giường tức tưởi. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ nói cho ông chồng không có được thì bà phải trực tiếp ra tay thôi. Nghĩ vậy, bà đi xuống nhà, nhìn không thấy Lan Chi đâu. Có bao giờ cô ta lại lên phòng của thằng Minh để gài bẫy nó không? Nhưng không lẽ bà lại lên đó? Không còn cách nào khác, bà đành ngồi nơi phòng khách chờ đợi. Một hồi thấy Gia Minh đi vào, bà liền hỏi. Cô gái đó về rồi hả? Đúng là không có được dạy dỗ mà. Tới chơi mà khi về cũng không có thèm chào hỏi người lớn. Nghe nói vậy, Gia Minh quay ngoắt lại. Mẹ bà vừa nói cái gì vậy? Bà ta cũng không vừa. Mẹ nói không có đúng hay sao? Đến chơi mà không có chào hỏi ai. Vậy mà khi về cũng lơ luôn à. Nếu được dạy dỗ mà như vậy sao? Gia Minh cũng gay gắt. Mẹ ba đừng có nói quan cho cổ. Khi đến Lan Chi cúi đầu chào cha mẹ rồi còn gì nữa. Còn bây giờ mẹ có biết cô ấy đang ở đâu không? Cô ấy đang ở dưới bếp với người làm kìa, chuẩn bị đồ ăn. Tưởng bà ta im lặng, ai ngờ lại la toán lên. Trời ơi, cái ngữ đó thì nấu ai ăn? Không được, nếu nhà ăn mà để cho cô ta nấu thì tôi không có ăn nữa. Sợ Lan Chi nghe thấy, Gia Minh dội năn nỉ. Mẹ ba, nhỏ một chút có được không? Sợ cái gì chứ? Con mà không nghe lời góp ý của mẹ thì sao sẽ hối hận à? Nghe tiếng nói lớn ở dưới phòng khách, ông Vĩnh và bà Nhã Trúc đều đi xuống. Vừa nhìn thấy hai người thì bà Lan dội lên tiếng. Sao anh lại xuống đây? Cứ nghỉ thêm chút nữa, đến giờ ăn rồi em kêu. Không ngờ Gia Minh đi đến quyết định nhanh chóng. Anh thưa với ba mẹ. Thưa ba, thưa mẹ, con muốn tổ chức đám cưới với Lan Chi. Bà Lan bất ngờ nên vô cùng ngạc nhiên. Con vừa nói cái gì? Không thể được. Ông Vĩnh im lặng, bà Nhã Trúc cầm tay con trai. Con suy nghĩ kỹ chưa? Nếu con quyết rồi thì ba mẹ sẽ tác hợp cho con. Quay sang ông Vĩnh, bà hỏi, anh có ý kiến gì không? Ông Vĩnh hừ một tiếng trong cổ họng. Ông quay sang nhìn bà Nhã Trúc, rồi lại nhìn Gia Minh lên tiếng. Nếu mẹ con đồng ý thì ba cũng không có ý kiến gì. Nhưng có một điều mà ba yêu cầu và dứt khoát phải chấp hành. Ba yêu cầu cái gì? Bà nghe nói con bé đang làm cho tập đoàn Hưng Thịnh, mà tập đoàn này lại đang cạnh tranh thị trường với Phùng Gia. Con thử nghĩ coi, nếu con dâu nhà Phùng Gia lại làm nhân viên cho người ta sẽ như thế nào? Con hiểu rồi, con sẽ nói với cổ nghỉ ở bên đó để về bên mình. Mãi nói chuyện,
nên mọi người không để ý đến bà Lan đã đi xuống nhà ăn từ khi nào. Nhìn thấy Lan Chi đang vừa làm bếp vừa nói chuyện rất vui với chị bé Tư Trần. Bởi khi vừa đến đây thì cô gặp người đầu tiên chính là chị ấy, cho nên rất vui. Chị bé Tư Trần thì dứt khoát mời cô chủ ngồi, nhưng Lan Chi không chịu. Chị Tư cho em làm với, em ngồi không có nổi. Xin cô đó, bà chủ mà biết thì đuổi việc tôi mất đó cô ơi. Không có sao đâu, em sẽ nhận hết trách nhiệm về mình mà. Thôi cô ơi, tôi xin cô đó. Không ngờ bà ba cũng đã đứng ở đó từ lúc nào. Nghe chị bé Tư Trần nói như vậy thì bà lên tiếng. Giỏi quá hen, chưa gì đã ra dáng bà chủ rồi, còn muốn nhận trách nhiệm nữa kìa. Không phải mấy chị làm bếp mà ngay cả Lan Chi cũng tái mặt, vì chị bé Tư Trần gọi cô là cô chủ chứ cô đâu có xưng hô như vậy đâu. Hơn nữa, không ngờ bà ta lại xuống đây. Cô ấp úng. Dì hiểu lầm rồi, cháu. Tôi đang hỏi người làm. Ai cho phép các chị để người làm mặc xuống đây? Rồi mất đồ thì các chị có tiền mà đền hay không? Tháng này tôi trừ nửa lương của mấy người đó. Tại cháu, xin dì tha cho họ. Ai hỏi mà cô trả lời? Cô không là người lạ thì là cái gì? Là cái gì hả? Hay là bà chủ non? Thật là nực cười à. Lan Chi nhẫn nhịn hết sức, bởi lần đầu tiên cô đến ra mắt nhà người yêu, nhưng bà ta nói cô là ăn cắp đồ, thì cô không có nhường nhịn được nữa. Cô nói với chị bé Tư Trần. Tôi chuẩn bị về, đề nghị các chị khám người tôi xem có lấy cái gì không, kẻo khi tôi rời khỏi rồi, thì lại la mất là tôi không có chịu trách nhiệm đâu đó. Chị bé Tư Trần đứng dậy lén lút nhìn bà ba. Cô Lan Chi, thật không phải khi lần đầu tiên cô đến đây với cậu chủ mà lại xảy ra như vậy, tôi xin lỗi. Lan Chi nói với chị bé Tư Trần, nhưng mắt lại nhìn bà ba. Các chị không có lỗi gì cả, nhất định tôi sẽ quay lại gặp bà. Nói xong cô đi thẳng lên trên phòng khách, thì thấy hai ông bà Vĩnh và Gia Minh đang ngồi nói chuyện. Cô lễ phép. Cháu chợt nhớ có chút việc phải làm, cháu xin phép hai bác cháu về. Cả ba người đều ngạc nhiên, nhất là Gia Minh. Chỉ mới hơn một tiếng đồng hồ cô còn muốn trổ tài nấu sườn heo chua ngọt cho anh ăn, vậy tại sao bây giờ cô lại chào về? Việc bà ba vắng mặt và gương mặt thất thần với hai mắt đầy nước của cô cho anh biết nhất định đã xảy ra chuyện. Quay lại nháy mắt với mẹ, bà Nhã Trúc lên tiếng. Lan Chi, vào đây với mẹ nè. Lan Chi giật mình, bác gái đang nói cái gì vậy? Rõ ràng cô nghe bác xưng mẹ với cô, vậy là sao chứ? Cô quay sang liếc xéo Gia Minh, anh tỏ ra lúng túng nên cười giả lả. Em vào với mẹ đi, mẹ có chuyện cần nói với em đó. Còn chuyện gì nữa đây? Không hiểu ngày nay là cái ngày gì mà đủ thứ chuyện xảy ra. Khi cô đang lưỡng lự, nửa muốn vào, nửa lại muốn về, thì nhìn thấy bà ba đi vào cười giả lả. Bỗng cô muốn trả thù bà ta, nên mạnh dạn bước vào ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà Nhã Trúc. Ông Vĩnh thấy bà ba cũng đã vào thì im lặng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bà Nhã Trúc nhìn mình thì quay sang nói với Lan Chi. Lúc nãy hai bác và Gia Minh nói chuyện về việc con trai muốn tổ chức lễ cưới, vì không thấy cháu nên chưa biết ý của cháu như thế nào. Sự việc hoàn toàn bất ngờ, không phải chỉ riêng với cô mà với cả bà ba. Bà ta nghe thấy vậy thì định phản đối, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của bà cả thì vội im bặt. Bất ngờ, Lan Chi lễ phép thưa. Dạ, con xin lỗi, dì đã xuống nhà ăn phụ mấy cô lặt rau, nhưng không ngờ dì ba xuống quát, nói con cái ý định ăn cắp và la người làm, lần sau con không có dám nữa. Trước khi lên đây chào hai bác ra về, thì con đã yêu cầu các cô người làm khám xét con, coi con có lấy cái gì không. Không ngờ bác trai lại hỏi con như vậy. Tất cả nghe cô nói thì đều sững sờ, không thể tin nổi. Bà ba lúc này mặt xám ngét, định thanh minh, nhưng ông Vĩnh lên tiếng. Sự việc là như thế nào? Bà Nhã Trúc hai tay chắp trước ngực, miệng niệm Phật, còn Gia Minh thì tức giận tột độ. Anh nuốt ngược nước miếng vào trong như cố kìm nén cơn giận trào dâng. Quay sang ông Vĩnh, anh nói. Con xin phép đưa Lan Chi về, thống nhất kế hoạch nha ba. Càng sớm càng tốt, rồi con sẽ nói với Lan Chi sau. Nói xong, anh nắm tay cô bước ra ngoài. Bà Nhã Trúc cũng đứng lên về phòng. Lúc này phòng khách chỉ còn ông Vĩnh và bà ba. Cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào.
quả chăng chỉ là tiếng khóc thúc thích của bà ba mà thôi. Thực tình thì bà định dằn mặt cô, nhưng không ngờ tình huống lại xoay chuyển như thế này. Đúng là câu nói người tính không bằng trời tính, gậy ông đập lưng ông. Một lúc sau, bà ba lại gần chồng nhỏ nhẹ. Em xin lỗi, thật ra câu chuyện không phải như vậy, mà là do cô ta bịa đặt ra đó anh. Anh sống với em bao nhiêu năm trời rồi, anh có tin rằng em lại đi đổ cho bạn gái của con trai ăn cắp bao giờ đâu. Mà nó lại sắp thành con dâu thì em còn cưng hổng hết nữa. Hơn nữa, ở dưới nhà bếp thì có cái gì đáng giá mà ăn cắp, thật là oan cho em quá đi. Im lặng một hồi, ông Vĩnh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Tôi được như ngày hôm nay là cũng nhờ tài sản của Hà gia mà nên. Bà là người đến sau chỉ việc thưởng thụ. Tôi chỉ yêu cầu bà im lặng giùm tôi. Cần bao nhiêu tiền thì tôi đưa, vậy mà cũng không có được nữa. Em chỉ lo cho thằng Gia Huy khi trở về, chứ anh thử nghĩ coi, cuộc đời của em cũng cần gì nữa. Sanh con ra rồi, tất cả chỉ lo cho con mà thôi. Việc của thằng Huy để tôi lo. Bà làm ơn ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ. Nói xong, ông lại lắc đầu đi ra ngoài. Một lúc sau thì xe ông Vĩnh cũng rời phủ. Vậy là bữa tiệc chiều hôm nay tạm thời dừng lại. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Nhưng có một điều, dường như ai cũng nghĩ biệt phủ này sắp xảy ra cơn bão tố. Ngồi trên xe, Lan Chi cứ im lặng không hề nói câu nào. Còn Gia Minh thì lo lắng. Anh biết cô đang rất giận, nên chờ cho cô qua cơn bức xúc rồi anh mới lên tiếng. Anh xin lỗi vì đã không có kể hết với em, nhưng mong em hiểu rằng sở dĩ anh làm như vậy cũng chỉ vì sợ mất em mà thôi. Lan Chi quay sang nhìn anh cười. Bây giờ em biết rồi thì mất là cái chắc, phạt anh về tội không nói trước. Miệng nói vậy, nhưng nếu anh nói cho cô biết về gia thế và hoàn cảnh của mình thì cô có còn bên anh như thế này không? Anh đã phải kiên nhẫn chờ đợi 2 năm trời. Khi tình yêu đã chín mùi thì mới dám mời cô về nhà thăm. Thấy Gia Minh im lặng thì cô lại thấy thương nên mỉm cười. Em nói đùa đó, gặp sóng gió thì phải nắm tay nhau thật chặt để vượt qua thôi. Hơn nữa, bà ba chẳng qua cũng chỉ là mẹ kế, chắc cũng vì ích kỷ mà ghen ghét em vô cớ thôi. Mãi nói mà không thấy anh trả lời. Lan Chi tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi, không nói gì nữa. Gia Minh dừng xe trước một tiệm cháo lương xứ Nghệ, một món ăn mà cô rất thích. Hai người ngồi xuống bàn gọi món ăn xong rồi anh mới nói. Mình ăn đi, đói rồi. Vậy anh không có nói gì với em sao? Ăn xong rồi đi cà phê. Quán cũ nghen. Vẫn cái vẻ mặt đăm chiêu, Gia Minh không trả lời mà gật đầu. Đã đến lúc anh phải nói với cô tất cả mọi chuyện trong gia đình, nhưng phải bắt đầu từ đâu khi mà quá khứ cứ hiện về rất rõ nét. Hồi đó anh mới 6 tuổi thì nửa đêm giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cãi nhau của ba mẹ. Tiếng của ba nói lớn, còn mẹ thì khóc. Nhưng Gia Minh sợ hãi nên không dám ra khỏi phòng. Anh thương mẹ, còn ba thì tính nóng, lại ít khi ở nhà. Nhiều khi hỏi thì mẹ nói ba phải đi làm. Và rồi một ngày ba đưa một người phụ nữ dắt theo một bé trai 2 tuổi về nhà sống chung. Ba nói Gia Minh rằng đây là mẹ ba tên là Thúy Lan, còn em trai tên là Gia Huy. Lúc đó trí óc non nớt của Gia Minh thường đặt nhiều câu hỏi. Nhưng vì thương mẹ, bởi mỗi lần nhắc đến là mẹ lại khóc. Kể từ ngày đó, cuộc sống của gia đình hoàn toàn bị đảo lộn bởi hai mẹ con mẹ ba. Gia Huy là đứa trẻ quậy phá và thường xuyên ganh tị với Gia Minh. Nhưng mẹ dặn anh phải nhường em và gắng học cho tốt. Khi Gia Huy 12 tuổi, thì ba gửi em sang nước ngoài ở với một người cô ruột của ba để học. Tất cả mọi chi phí ba đều chu cấp. Có một điều anh vẫn thắc mắc. Đến bây giờ đó là thái độ của mẹ. Cũng vì chuyện ba lấy thêm vợ nhỏ mà ông ngoại buồn lâm bệnh rồi qua đời. Từ đó mẹ ăn chay trường, cả ngày ở trên phòng thờ tụng kinh niệm Phật, rất ít khi xuống nhà và thường tránh mặt mẹ ba. Nhưng có một điều là ba rất sợ mẹ, nhất là chuyện gì mà liên quan đến Gia Minh. Nghe mẹ kể, sở dĩ tập đoàn Phùng Gia được như ngày hôm nay đều chuyển cổ phần từ tập đoàn Hà Gia của ông ngoại. Chính vì vậy, khi ba đưa hai mẹ con bà Lan về nhà sinh sống,
cho đến khi ông ngoại biết chuyện nên quá tức giận mà đổ bệnh rồi ra đi. Lan Chi xúc động ôm Gia Minh từ phía sau, cô thì thầm. Em sẽ ở bên anh và mẹ, cho dù có khó khăn như thế nào. Mẹ đã vì anh mà chịu đựng suốt 20 năm nay, bây giờ sức mẹ cũng không có còn khỏe nữa. Anh muốn chăm sóc kề cận bên mẹ. Không cần suy nghĩ, Lan Chi trả lời ngay. Em đồng ý. Gia Minh ngạc nhiên hỏi lại như sợ mình nghe lầm. Em đồng ý đám cưới với anh hả? Nhìn Gia Minh ngơ ngác như không tin vào câu trả lời của mình. Thế vậy cô cười. Anh chỉ muốn em chăm sóc cho bác gái, chứ có thấy anh cầu hôn đâu. Đây là hai chuyện khác nhau mà. Gia Minh xúc động, ôm cô thật chặt. Anh nói nhỏ chỉ hai người đủ nghe. Anh xin lỗi. Xin lỗi về tất cả. Anh cảm ơn em. Chỉ cảm ơn thôi hả? Anh yêu em. Vì đang ở quán cà phê đông người, nên anh chỉ cúi xuống đặt nụ hôn trên trán cô thật nhanh. Đúng lúc đó thì điện thoại của Lan Chi đổ chuông. Cô vội đẩy anh ra để nghe điện thoại. Mẹ gọi em, chắc là sốt ruột rồi đây. Nhưng cả hai cùng ngỡ ngàng, bởi người gọi không phải là bà Hằng mẹ cô, mà là một số lạ. Nhìn vào số điện thoại thì Gia Minh giật mình, bởi đó chính là số điện thoại của mẹ anh. Số điện thoại của mẹ anh? Lan Chi còn băn khoăn, không hiểu sao bác gái lại có số điện thoại của cô mà gọi, thì Gia Minh nói nhanh. Anh cho mẹ số điện thoại của em nghe đi. Lan Chi vội lên tiếng. Alo, cháu chào bác. Con về đến nhà chưa? Dạ, tụi con đang đi ăn cháo lương. Bà Nhã Trúc la lên. Trời ơi, mấy người giỏi quá hiên, rủ nhau đi ăn cái món khoái khẩu mà không rủ bà già này. Phát à! Nghe tiếng mẹ cười trong điện thoại làm cho Gia Minh cảm động. Đã lâu lắm rồi anh không thấy mẹ cười tươi như vậy. Mẹ lại còn trêu chọc Lan Chi nữa. Sở dĩ anh biết mẹ nói đùa vì mẹ anh ăn chay trường kể từ cái ngày đó. Ngày chưa lấy ba thì mẹ là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hà Gia. Chỉ vì mẹ yêu và cương quyết đòi lấy chàng thư sinh nghèo trường đại học xây dựng. Chỉ vì ba đẹp trai lại khéo nói, thương con nên ông ngoại cũng đành chấp nhận và để ba kế nghiệp tập đoàn, sau đổi tên thành Quỳnh Gia. Mãi suy nghĩ mà anh không biết Lan Chi đã đi ra ngoài nói chuyện với mẹ từ lúc nào. Không biết hai người nói cái gì mà thấy cô cười vui lắm. Anh ngồi ngắm cô qua ánh nắng vàng buổi trưa. Mà sao anh thấy cô đẹp, bừng sáng như một nàng tiên. Ít nhất cũng trong lòng anh lúc này, anh thầm cảm ơn trời Phật đã cho anh gặp cô. Một lúc sau, anh lại giật mình lần nữa, bởi cô đã đi vào đứng cạnh bên anh, đưa điện thoại ra trước mặt Gia Minh. Cô nói, bác gái muốn nói chuyện với anh kìa. Gia Minh cầm cái điện thoại lên tiếng. Con nghe nè mẹ. Mẹ muốn gặp hai con có chút việc. Ngay bây giờ hả? Không bây giờ thì lúc nào, bà già này đói lắm rồi đây. Dạ. Lan Chi nghe thấy vậy liền tưởng thật, vội lo cuốn lên. Bây giờ anh quay lại quán cháo lương để em đặt trước một phần cho bác gái, kẹo hết đồ ngon. Em à, mẹ đùa đó, mẹ ăn chay trường từ cái ngày mẹ ba về phủ. Đưa tay lên lau nhanh giọt nước mắt đang chợt rơi xuống, cô nghẹn ngào. Thương bác gái quá à. Hai người rồi lên xe quay về nhà. Nhưng vì đã hẹn trước nên Minh không chạy xe vào nhà mà đứng ngoài chờ. Khoảng 10 phút sau thì bà Nhã Trúc đi ra, vẫn bình dị trong bộ áo nâu tu hành, nhưng nhìn bà vẫn không mất đi cái vẻ quyền quý. Trên xe bà Nhã Trúc nói với con trai. Con chạy đến địa chỉ này đi. Nhìn dòng chữ ghi trên tờ giấy, và mình thấy đó là một địa điểm ở ngoại ô cách thành phố khoảng 30 km về hướng Tây. Anh định hỏi mẹ đây là đâu, nhưng rồi lại chăm chú lái xe. Từ trước tới bây giờ, rất ít khi mẹ đi ra ngoài và cũng chưa bao giờ mà Gia Minh cãi lời mẹ. Anh chạy theo định vị, thì thấy nơi đến là một ngôi biệt thự ẩn sau những lùm cây. Bà Nhã Trúc có vẻ xúc động nói với Gia Minh. Đây là ngôi biệt thự mà ông ngoại dành tặng khi con lấy vợ. Các con vào lại chào ông đi. Lan Chi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô không hiểu gì cả,
nên bước theo hai người như một cái máy. Khi vào bên trong sảnh, thì cô cứ ngỡ mình đang đi lạc vào xứ thần tiên trong truyện cổ tích. Thấy cô lúng túng nên bà Nhã Trúc cười. Con ngạc nhiên lắm đúng không? Trước khi qua đời, vì ông ngoại có ý tặng cho các con nên cho thợ sửa theo ý thích của trẻ con, cung điện mùa hè, xứ sở thần tiên. Lan Chi nghe thấy vậy có vẻ thích thú. Nếu như ông ngoại Gia Minh còn sống, thì cô sẽ ôm lấy ông mà cảm ơn vì cô rất thích cách trang trí như thế này. Gia Minh kéo tay cô cùng mẹ lên lầu. Nơi đây chính là gia tiên nhà họ Hà. Phía ngoài, trên cùng, chính là phòng thờ gia tiên. Hai người cứ lặng lẽ đi theo mẹ. Hãy thấy bà làm cái gì thì cũng làm theo cái nấy. Bà nói Gia Minh thắp nhang rồi tất cả quỳ xuống vái lại gia tiên. Giọng của bà nghẹn ngào như đang tâm sự. Thưa mẹ cha, con gái bất hiếu cúi xin cha mẹ tha thứ. Nay con đưa con trai và cháu dâu về đây vái lại và xin phép cha mẹ cho cháu dâu Lan Chi được làm dâu con trong nhà họ Hà. Lời căn dặn của ba hơn 20 năm trước con vẫn chôn chặt ở trong lòng mà chưa thực hiện được. Nay con xin phép bàn giao cho vợ chồng cháu Minh thực hiện tâm nguyện của cha. Ở trên trời, cha mẹ linh thiêng phù hộ cho con cháu được bình an. Rồi bà khóc. Ở phía sau, Lan Chi cũng đang tràn trụa nước mắt, làm cho Gia Minh cũng xúc động. Sau khi vái lại xong, thì hai người theo bà Nhã Trúc ra ngoài. Lúc này, Gia Minh mới hỏi mẹ. Ủa, sao biệt thự của ngoại mà con không biết? Những lần về ngoại là nơi khác mà. Đúng rồi, như lúc đầu mẹ nói, tòa biệt thự này là tặng cho con khi lấy vợ. Con không thấy ông ngoại trang trí khu vườn dành cho trẻ con hay sao? Thấy Lan Chi có vẻ trầm ngâm, Gia Minh hỏi. Em thấy sao? Trong người không được khỏe hả? Hồi nãy em thấy mẹ nói với ngoại giao nhiệm vụ của ngoại cho mình. Em muốn biết đó là nhiệm vụ gì? Nghe cô hỏi, bà Nhã Trúc không có trả lời mà nói với con. Ông ngoại muốn vợ chồng con khôi phục lại tập đoàn Hà Gia. Bà chưa nói dứt câu thì Gia Minh la lên. Không có được đâu mẹ ơi, Hà Gia đã xóa tên trên thương trường từ lâu rồi. Và người xóa tên đó chính là ông Gia Vĩnh, ba của con. Gia Minh định lên tiếng tiếp thì Lan Chi lễ phép. Con biết là rất khó, nhưng nếu đó là tâm nguyện của ông ngoại thì nhất định con sẽ làm bằng được. Và đối đầu với Quỳnh Gia? Dạ, con nghĩ Quỳnh Gia hay tập đoàn nào khác cũng chỉ là cạnh tranh nhau trên thương trường. Mình trẻ người non dạ thì cần phải cẩn thận và kín đáo. Con nghĩ một khi ông ngoại đã có ý nguyện như vậy thì chắc hẳn ông đã có sẵn chiến lược và kế hoạch hoạt động. Bà Nhã Trúc xúc động bởi hơn 20 năm trước bà cũng nghe câu nói đó từ cha mình. Bây giờ đây con dâu bà đã có thể thay bà làm cái điều đó. Hơn 20 năm bà chôn chặt ý nguyện đó trong lòng mà bây giờ mới thực hiện. Từ trên lầu nhìn xuống, bà Thúy Lan ngạc nhiên khi thấy xe của Gia Minh chạy về nhưng không vô nhà mà đậu ở bên ngoài. Một lát sau lại thấy bà hai đi ra rồi lên xe chạy đi. Bà tự hỏi không biết họ đi đâu, có bao giờ bà hai đến nhà cô Lan Chi hay không. Bà thực sự muốn ngăn cản nhưng khó quá. Vì bà là người tới sau, hơn nữa, như ông Vĩnh nói, cổ phần của tập đoàn chủ yếu là do cha của bà Nhã Trúc bàn giao. Chính vì vậy, bản thân ông cũng phải dè chừng, chứ nói chi đến bà. Nhưng của ai thì bà cũng không cần biết, chỉ biết rằng tất cả tài sản đều đứng tên của ông Vĩnh và ông ấy cho con trai thứ là lẽ đương nhiên. Nhớ đến thằng Gia Huy không biết đang làm cái gì mà không thấy gọi điện cho mẹ, bà lấy điện thoại gọi cho con. Alo, mẹ gửi tiền cho con chưa? Cả ngày tiền với bạc, con đang làm cái gì vậy? Về Việt Nam ngay cho mẹ. Một hồi không thấy con trả lời, nên bà gọi lại thì chỉ nghe nói. Alo, mẹ gửi tiền rồi hả? Cảm ơn mẹ yêu. Không còn cách nào khác, bà Thúy Lan gọi cho một người. Rồi khoảng 30 phút sau, một chiếc xe hơi màu đen ghé tới, nhưng không đậu trước cổng nhà mà cách một đoạn. Một lát sau, bà Thí Lan nhìn trước ngó sau, rồi rất nhanh lên xe đã mở cửa sẵn cửa, nhanh chóng rời đi.
Sau khi đưa cho Minh và Lan Chi đi thăm hết các phòng trong biệt thự, bà Nhã Trúc chỉ vào căn phòng cuối cùng và lấy chùm chìa khóa ra mở bước vô. Không phải chỉ mình Lan Chi mà ngay cả Gia Minh cũng ngạc nhiên về sự chu đáo của ông ngoại. Tất cả danh sách các chủ tịch tập đoàn kèm thư ngỏ ông đã chuẩn bị từ trước. Bà Nhã Trúc ngồi xuống nói với các con. Mẹ có lỗi với ông ngoại vì không thực hiện được tâm nguyện của ông. Gia Minh còn nhỏ nên không thể cán đáng được mọi việc. Khi mẹ lấy ba con thì ông ngoại cho ba mẹ 50% cổ phần trong tập đoàn Hà Gia với yêu cầu ba con phải toàn tâm xây dựng tập đoàn Hà Gia vững mạnh. Nhưng không ngờ chỉ mấy năm thì ba con đổi tên thành tập đoàn Phùng Gia mà không có thực hiện đúng như lời hứa với ông ngoại. May mà ông mới chỉ chuyển có 50% cổ phần. 50 hiện nay mẹ sẽ bàn giao cho các con. Nhã Trúc suy nghĩ một hồi rồi nói. Để chuẩn bị cho công việc này thì chúng ta phải tạm thời hoãn đám cưới để cả hai người toàn tâm tập trung cho công việc. Ý anh thế nào? Không cần suy nghĩ, Gia Minh trả lời ngay. Không được, anh đã thưa với ba mẹ và em cũng đã đồng ý. Đó là chưa xảy ra cái chuyện này. Còn bây giờ, khi phải gánh trách nhiệm thực hiện ý nguyện của ông ngoại, thì phải tập trung gần như 100% sức lực, trí tuệ và thời gian. Bà Nhã Trúc nhìn hai con tranh luận rồi mỉm cười. Mẹ thấy ý của Lan Chi là hợp lý. Việc này phải hết sức bí mật bởi ba con vẫn đang điều tra cái số cổ phần này. Nếu biết được mẹ có số cổ phần này thì ba sẽ tìm mọi cách để nhập vào khối tài sản của Phùng Gia. Nhưng thấy con trai lo sợ mất vợ, bà nói tiếp. Mẹ đâu có nói các con không kết hôn, nhưng hai đứa bí mật đi đăng ký kết hôn chỉ là chờ lại một đám cưới mà thôi. Lan Chi nhìn anh gật đầu làm Gia Minh yên tâm. Quay sang Lan Chi, bà Nhã Trúc nói với cô. Thiệt thòi cho con rồi. Con về thưa với ba mẹ, cho mẹ đến nhà chơi và có lời xin con cho Gia Minh. Suốt chặng đường về, cả ba người không nói chuyện gì nữa, mà mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Nhìn Lan Chi tươi trẻ xinh đẹp lại tài năng, bà thầm cảm ơn ông trời đã ban phước cho gia đình bà. Xe về đến cổng thì chị bé Tư Trần mở cửa, đồng thời ghé tay bà chủ báo cáo. Bà chủ vừa mới đi là bà ba cũng đi luôn. Bà Nhã Trúc chỉ nói một câu ngắn gọn. Chị đi làm việc đi. Rồi nhanh chân đi thẳng vào nhà. Vừa lúc đó thì có chuông điện thoại của ông Vĩnh gọi về. Bà lắng nghe. Alo. Ông Vĩnh tỏ vẻ quan tâm. Bà vừa đến nhà của bà xui mà sao không có nói cho tôi đi cùng. Bà đã biết ai là người nói với ông việc bà rời khỏi nhà, nhưng làm bộ ngạc nhiên. Ai nói với ông là tôi đến nhà ông bà xui? Nếu muốn đến chơi thì cũng phải hỏi ý kiến người ta có thời gian tiếp mình hay không chứ. Tôi đâu có ấu trĩ như vậy. À, tôi vừa ghé về nhà có chút việc mà không thấy bà nên nghĩ vậy thôi. Bà thừa biết ông Vĩnh nói thay cho bà ba, nhưng bà cũng không thèm quan tâm. Từ ngày ông đưa hai mẹ con bà ta về đây thì tình chồng nghĩa vợ chỉ còn hình thức bên ngoài bởi ràng buộc nhau về tập đoàn Phùng Gia mà thôi. Bà biết tài chính Phùng Gia dạo này đang có vấn đề nên ông Vĩnh thường xuyên ở nhà và tỏ ra quan tâm bà. Mục đích chẳng qua muốn tìm hiểu về số cổ phần 50% kia mà thôi. Nhưng vì quá tin chồng và hồi đó bà còn trẻ cho nên nói với cha chuyển thẳng cho chồng để ông chủ động làm việc. Nhưng chính ông cũng đã quá nôn nóng. Nếu như ông kiên nhẫn hơn, đừng có làm bà thất vọng, thì biết đâu 50% cổ phần kia ba của bà cũng đã giao cho con gái rồi. Bà cũng cười giả lả như không có chuyện gì xảy ra. Tôi mà ra khỏi nhà thì ông cũng biết tôi đi đâu rồi. Ngoài việc lên chùa thì tôi còn biết đi đâu nữa chứ. Bà đi chùa sao con nói thằng Gia Minh chở đi? Thì nó chở tôi đi còn gì. Hai đứa đi ăn cháo lương vì làm sao có thể nuốt nổi cái chén cơm ở nhà. Tôi kêu con quay về chở mẹ lên chùa. Vừa nghe bà nhắc đến bữa cơm hồi sáng, sợ lại đụng chạm đến bà ba nên ông vội vàng lấy cớ bận để cúp máy. Tôi bận rồi, gặp bà ở nhà nghe. Đúng như bà dự đoán, dạo này tài chính của tập đoàn đang lâm vào khủng hoảng.
mấy hợp đồng quyết toán bị lỗ do giá vật tư tăng không có kiểm soát được. Chuỗi nhà hàng khách sạn ế ẩm, tiền thu vào thì ít mà tiền chi ra thì nhiều. Rồi tiền vay ngân hàng cũng đến ngày tất toán. Nhưng vì tình hình tài chính của tập đoàn đang bị âm nên ông đành rao bán một số khách sạn nhà hàng mà đối tác trả quá thấp. Vì vậy hai bên chưa có tìm được tiếng nói chung. Ông muốn nhân cơ hội này cưới vợ cho Gia Minh để ông bàn giao tập đoàn đang trên bờ vực thẳm này cho nó. Chỉ có như vậy vì thương con trai mà bà Nhã Trúc mới đưa ra cái số cổ phần bí ẩn kia. Ông trách mình quá vội vàng và vì tuổi trẻ ngựa non háu đá nên khi mới nhận được 50% cổ phần từ cha vợ thì đã vội dương oai đổi tên tập đoàn Hà Gia thành tập đoàn Phùng Gia. Hơn nữa, cũng vì bà Thúy Lan gài bẫy để mang thai, còn tuyên bố nếu ông không có cho bà ta danh phận thì sẽ làm trùm beng tất cả. Ông cố gắng trì hoãn mãi đến khi con trai Phùng Gia Huy tròn 2 tuổi mới dám đưa về nhà. Đợt đó là cú sốc rất lớn đến ông Hà Thanh, cha ruột của bà Hà Nhã Trúc và cũng là chủ tịch tập đoàn Hà Gia. Khi biết tin thì ông bị nhồi máu cơ tim và qua đời. Kể từ ngày đó, số cổ phần kia bỗng biệt tâm luôn. Ông đã điều tra đủ mọi cách để cả ngân hàng và các tập đoàn xem có liên quan đến bà Nhã Trúc hay không. Nhưng không hiểu sao, số cổ phần đó biến mất một cách kỳ lạ. Tiếng chuông điện thoại kéo ông ra khỏi thực tại. Nhìn màn hình, ông mỉm cười, bởi người gọi ông chính là Hoàng Vũ, một đại gia ngầm không tên tuổi đang quan tâm đến chuỗi nhà hàng khách sạn của Phùng Gia. Ông lên tiếng. Chào ông bạn vàng, ông khỏe chứ? Cảm ơn ông, tôi khỏe. Ông Hoàng Vũ nói nhanh. Tôi cũng đang không có nhiều thời gian, chúng ta vào công việc nghe. Bên tôi cũng chờ ông quyết định là xong. Nói thật với ông, chứ tôi cũng đau lòng lắm. Công sức cả đời, nhưng vì tình hình kinh tế sa sút mà phải chấp nhận chuyển giao cho ông quản lý. Công sức cái gì chứ? Cơm bưng tận miệng, ông chỉ việc ăn mà cũng không có giữ được. Ông Vĩnh giật mình. Ông điều tra tôi đó hả? Đúng. Có ai bỏ ra cả núi tiền ra mua mà không có biết nguồn gốc của món hàng không? Nói thật, nếu chuỗi nhà hàng khách sạn này trước đây không phải của Hà Gia thì xin lỗi, ông có bán rẻ tôi cũng không có mua. Thà mua đất xây mới, việc gì phải xài đồ hết thời. Ông Vĩnh có vẻ bẽ mặt, nhưng thật tình ông đang rất bí. Nếu không giải quyết nhanh thì cũng bị ngân hàng phát mãi. Chi bằng muối mặt một chút mà xong việc. Ông cười gượng. Ông biết ông và vợ tôi à? Biết chứ. Khi về Việt Nam tôi nghỉ ở khách sạn của ông hoài à. Tôi không có ở bên Việt Nam nên ít biết. Mãi khi nghe ông rao bán rồi vào trang của tập đoàn Phụng Gia tìm hiểu thì lại chính là tập đoàn Hà Gia. Thôi, nói ngắn gọn vào việc chính đi. Tôi có việc. Ông coi lại thêm cho chúng tôi một chút. Đến nước này rồi cực chẳng đã mà phải bán thôi. Đầu dây bên kia im lặng không trả lời. Quảng quá, ông Vĩnh lên tiếng. Alo, alo. Tôi không có rảnh. Thôi để ngân hàng phát mãi rồi tôi mua đấu giá. Chào ông. Ông Vĩnh cuống lên, gọi lại. Nhưng người đầu dây bên kia đã tắt nguồn. Ông thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Chợt chuông điện thoại lại reo. Ông chụp ngay cái điện thoại áp tay lên dồn dã. Alo, tôi đây. Ba gửi tiền cho con nghe ba. Con hỏi thì mẹ nói hết tiền rồi nên con... Đang sẵn tiên tiết lại gặp ngay cái thằng con chỉ lúc nào cũng hỏi tiền. Thậm chí nó còn không hỏi xem dạo này ba có khỏe không, công việc làm ăn như thế nào. Mà hễ gọi về thì câu đầu tiên là nó nói gửi tiền. Vốn đang bực mình ông quát. Tiền, tiền, tiền. Sao mày không có nói được lấy một câu khác hay sao mà hễ gọi về là gửi tiền? Hả? Tiền chứ phải là giấy đâu mà mày... Gia Huy ấp úng. Vì con hết tiền nên phone về xin ba, chứ con có biết nói gì bây giờ. Mày hỏi ông già mày chết chưa cũng không có sao mà. Tao sẽ trả lời tao sắp chết rồi. Bà mẹ mày chứ. Ông chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. Mệt mỏi buông người xuống ghế sofa. Ông tự hỏi có phải ông bị quả báo khi phản bội lại ba vợ mà rước mẹ con bà ba về hay không. Thằng Gia Huy trái ngược hẳn với Gia Minh. Minh ngoan ngoãn bao nhiêu thì Gia Huy phá phách và ngang bướng bấy nhiêu. Vì không có chịu nổi cái tính ngang tàn từ nhỏ nên ông phải gửi sang bển cho người em quản lý. Nói là gửi cho Quay,
chứ ông muốn tống khứ nó đi sớm ngày nào hay ngày đó cho khuất mắt, mặc cho bà ba la khóc vì nhớ con. Nhưng chính ông còn muốn được yên thân mà. Nhưng tránh được đằng này thì lại khổ đằng khác. Nó ở bển tiêu tiền như nước. Nhiều khi bà ba hết tiền là lại nỉ non với ông. Trong khi Gia Minh thì kính trên nhường dưới. Vậy mà bà ba lại còn yêu cầu ông phải cho thằng Gia Huy cổ phần. Chắc bà muốn phá nát cái tập đoàn này quá. Chợt ông nghĩ đến bà Nhã Trúc. Đúng, chỉ có bằng cách nói thật tình tài chánh của tập đoàn thì may ra vì nghĩ đến ba mà bà tìm cách cứu chứ không có còn cách nào khác. Nhất định bà phải biết số phận của số cổ phần kia. Nhưng vì giận ông phản bội bà, lấy bà ba nên muốn trừng trị ông thôi. Nhưng phụ nữ mà, ông phải ngon ngọt dỗ dành, may ra bà mềm lòng. Giống như hồi ông già vợ không cho bà lấy ông, nhưng khi bà cương quyết rồi thì cũng phải chịu theo. Và ông nghiễm nhiên một bước lên mây trở thành ông chủ từ đó. Chạy về gần đến nhà thì ông thấy một chiếc xe hơi màu đen cũng quẹo vào con đường nhà ông. Vì con đường không thể để hai xe tránh nhau nên ông đành chậm chậm chạy theo. Chiếc xe màu đen dừng lại cách cổng nhà của ông một đoạn, rồi bà ba vợ của ông bước xuống. Khi đi được vài bước thì bà ấy còn quay lại thò đầu vào bên trong xe nói cái gì đó với người tài xế. Khi bà ba đi khuất sau cánh cổng thì chiếc xe cũng vụt chạy đi. Ông Vĩnh không tin ở mắt mình. Ông dừng xe lại và lấy điện thoại gọi cho bà ba. Từ đầu dây bên kia tiếng nói như ngái ngủ cất lên. Em nè, anh gọi em có gì không? Anh sắp về chưa? Dằn nén cơn tức giận đang trào lên, tưởng chừng cổ họng ông tắc nghẹn không thở được. Ông hỏi với cái giọng hết sức bình thường. Em đang ở đâu đó? Anh hỏi gì ghê vậy? Em ở nhà từ trưa tới bây giờ chứ đi đâu? Tại con nhỏ kia nó dở chứng, làm cả nhà không có ai còn tâm trạng mà ăn cơm. Em đang chờ anh về chở đi ăn nè. Anh sắp về chưa? Đói thì nói người làm dọn cơm cho mà ăn. Việc gì mà la đói? Em không muốn ăn một mình, buồn muốn chết rồi. Thôi được rồi, chờ anh về cùng ăn. Chặng đường về đến cổng nhà chỉ còn khoảng gần 200 mét mà sao ông thấy xa vời vợi. Ông bị làm sao thế này? Khi ngay người bên cạnh đầu gối tay ấp cũng còn nói dối ông. Chiếc xe màu đen kia là ai? Tại sao bà ba lại nói dối ông chứ? Có bao giờ quả báo đến sớm với ông không khi mà tất cả đều chống lại ông và mọi việc đều trở nên vô cùng khó khăn? Bà Thúy Lan tỏ ra tức giận. Khi giờ rồi điện nói chuyện thì ông Vĩnh nói sẽ về ngay. Làm mất công bà vội vàng tắm rửa sạch sẽ nằm chờ. Vậy mà bà chờ trong phòng cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy ông vào phòng. Quấn dội tấm khăn, bà đi ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy xe ông Vĩnh đang đậu trong sân. Vậy ông ấy về rồi mà còn đi đâu chứ? Có bao giờ ông lên phòng bà hai không? Chuyện này lạ lắm nghe. Bởi cũng từ lâu lắm rồi mà cụ thể từ ngày bà chuyển về đây thì dường như hai ông bà ly thân. Họ giữ mối quan hệ vợ chồng dường như chỉ ràng buộc bởi đứa con đó là Gia Minh. Vậy hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà ông ấy lại không có vào phòng với bà mà lại đến phòng của bà hai? Nhẹ nhàng đi lên lầu, tiếng nói bên trong chứng tỏ ông Vĩnh đang có mặt trong phòng. Tiếng hai người nói khá nhỏ, nhưng vì nhà yên tĩnh nên bà ba đứng bên ngoài vẫn nghe rất rõ. Hai người nói những gì trước đó thì bà không biết, nhưng bà giật mình khi nghe tiếng ông Vĩnh như năn nỉ. Vợ chồng mình cũng không còn trẻ nữa, anh muốn xong cái đợt này thì bàn giao lại tập đoàn cho thằng Gia Minh thay thế anh quản lý. Mình nghỉ ngơi thôi em à, em đã thiệt thòi quá nhiều rồi. Anh sẽ bù đắp cho em. Tiếng bà Nhã Trúc trả lời. Chuyện này nói nãy giờ rồi, em không muốn nhắc lại bất cứ cái chuyện gì nữa. Ai làm sai ông trời đều nhìn thấy, nên anh cũng không có nên nhắc lại làm gì. Còn việc anh vừa mới nói muốn bàn giao cho thằng Minh quản lý tập đoàn thì chờ thằng Minh về rồi em sẽ hỏi nó. Ông Vĩnh ngập ngừng. Công ty dạo này làm ăn đen đủi quá, tình hình kinh tế hơi căng đó em à. Bà hai im lặng, tay lần chuỗi hạt, còn hai mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm khấn vái mà dường như không có muốn nói chuyện gì thêm nữa. Ông Vĩnh hỏi, còn chuyện cưới xin của thằng Minh và cô gái đó sao rồi? Nghe nói ông Xui đang không có khỏe, hơn nữa hình như năm nay tuổi hai đứa không có chọn được ngày tốt, chắc phải dời lại rồi. Ông tỏ ra quan tâm. Em coi có giúp được gì ông ấy hay không, nếu phải điều trị thì có cần anh can thiệp với bệnh viện không? Được rồi, em sẽ xin cuộc hẹn.
Thấy ông Vĩnh đứng lên chuẩn bị ra ngoài, nên bà ba vội vàng đi nhanh về phòng giống như mình đang ngủ. Cũng không lâu sau thì tiếng chân của ông Vĩnh đi về phòng. Nhưng một lần nữa, ông không có ghé vào mà đi thẳng xuống phòng khách và ngồi một mình trầm ngâm. Bà Thí Lan giật mình. Có bao giờ ông ấy đang nghi ngờ mình hay không? Tại sao ông ấy muốn bàn giao tập đoàn Phùng Gia cho Gia Minh mà không hề nói với bà? Vậy ở cái nhà này bà là cái gì chứ? Mặc dù bà không có trực tiếp điều hành cũng như không có điều kiện để góp tiền thì bà cũng là vợ của ổng hơn 20 năm rồi. Tiếc rằng bà không nghe được tất cả nội dung hai người nói chuyện. Nhưng điểm quan trọng nhất là ông Vĩnh muốn bàn giao tập đoàn lại cho Gia Minh thì bà cũng đoán được họ đang nói cái gì. Bà nghĩ lúc này phải hết sức bình tĩnh và điều quan trọng là Gia Minh phải khẩn trương trở về. Việc bà Nhã Trúc chưa có đồng ý cho con trai tiếp quản tập đoàn, lý do vì sao thì bà chưa có đoán được. Nếu Gia Minh là con trai trưởng không có muốn nhận, thì ông Vĩnh bàn giao cho con trai thứ là Gia Minh cũng là lẽ bình thường. Xuống phòng khách, bà thấy ông Vĩnh đang ngồi trầm ngâm ở ghế sofa thì nhẹ nhàng đứng từ phía sau, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng massage da cho ông. Bất ngờ nên ông Vĩnh ngoái lại nhìn, bà cười giả lả. Mình mệt thì cứ tắm rửa rồi vào phòng nghỉ ngơi, sao lại còn ngồi ở đây? Ông Vĩnh quay mặt đi, im lặng không trả lời, cũng không có gạt tay bà ra hay tỏ thái độ giận dữ, mà ông cứ để yên cho vợ so bóp, bởi bà ba làm sao có thể hiểu được trong đầu của ông đang nghĩ cái gì. Thời hạn phải trả nợ ngân hàng đang đến gần, mà khách mua khách sạn thì trả rẻ. Ông có cảm giác người mua biết ông đang ở thí bí nên cố tình ép giá. Ông biết thương trường như chiến trường, nếu ông trong hoàn cảnh này thì ông cũng sẽ làm như vậy thôi. Vừa rồi trên phòng bà hai, ông vẫn chưa nói được nhiều. Ông chỉ muốn nói tình hình kinh tế bây giờ mới khó khăn. Nhưng ông thấy bà vẫn thản nhiên tay lần chuỗi hạt, miệng niệm Phật thì ông thật khó để mở lời. Thật tình bà ba như biết lỗi nên cố gắng làm quà. Nhưng lúc này ông cũng không có tâm trạng để nghĩ về việc khác nữa. Ông đang căng thẳng để tìm lối thoát. Nếu như không bán được khách sạn và bà hai cũng không đồng ý, ông kéo tay bà ba ra rồi mệt mỏi trả lời. Bà hãy để tôi một mình đi. Có chuyện gì xảy ra hay sao? Mình có thể nói với em được không? Ông lắc đầu, bởi với bà chỉ có mục đích là đưa tiền. Có bao giờ bà hỏi đến tình hình của công ty đâu. Vậy thì nói với bà được ích gì chứ? Ông nói nhát gừng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, mệt mỏi. Bà đi ra, tôi nói bà có nghe thấy không? Bà ba cũng đã nhún nhường. Việc ông về lên phòng nói chuyện với bà hai để bà nằm chờ cả tiếng đồng hồ mà bà vẫn chưa hỏi. Bây giờ bà quan tâm thì sao chứ? Đâu phải cậy làm ra tiền, rồi ông coi thường bà mà muốn nói cái gì thì nói. Bà sẵn giọng. Hôm nay ông bị sao vậy? Tự nhiên quát người ta vô cớ, bực bội à? Ông Vĩnh vốn tâm trạng không tốt và hoàn toàn bế tắc, tưởng về nhà nghỉ ngơi thì lại bị bà vợ cứ lải nhải ở bên tai, làm cho ông bực mình quát lớn. Cút đi! Nếu bà cảm thấy bực mình không được thoải mái thì bà có thể đi, đừng có làm tôi đau thêm đầu nữa. À, cái ông này tự nhiên đi về rồi gây chuyện à? Tôi chỉ hỏi, nếu không trả lời thì thôi, cớ sao lại đuổi tôi chứ? Ông nên nhớ rằng tôi đã đến đây được thì không có dễ gì đuổi tôi ra khỏi nơi đây đâu. Ông Vĩnh đã không muốn nhắc đến bà đi với ai lái chiếc xe đen, nhưng đang sẵn cơn bực tức nên ông nói luôn. Bà nói không làm gì, vậy quan lắm hả? Vậy bà muốn tôi nói thẳng ra không? Một thoáng im lặng. Tại sao ông ta đang nói chuyện nọ lại sọ qua chuyện kia? Không biết cái điều ông ấy muốn nói là cái gì? Ông đang muốn ám chỉ cái điều gì thì nói ra đi. Tôi đây không có làm sai thì không có sợ. Tôi hỏi bà, từ sáng giờ bà đi đâu, làm cái gì? Chỉ cần như vậy thôi là bà đã đoán ra được ý của ông Vĩnh muốn nói cái gì. Hai mắt đã ngập nước, bà khóc thúc thích. Tôi cũng là người phụ nữ, chịu nhiều thiệt thòi, không có được như người ta. Tiền tiêu xài cũng ngửa tay xin chồng. Nhưng thôi, thì tôi cũng không có màng đến bản thân, mà nghĩ đến con thôi. Thằng Huy ở bển cần tiền, nó hỏi mà tôi không còn, định đi cầm đỡ cái dòng, nhưng họ cho cầm tiền ít quá, nên tôi lại đi về. Hơn nữa, chưa hỏi ý kiến của ông, nên tôi chưa có cầm cho người ta. Ông Vĩnh thấy bà ba khóc thì lại mũi lòng. Lúc ở công ty, thằng Huy cũng điện cho ông xin tiền. Vậy mà ông lại nghĩ quan cho bà. Nhưng ông vẫn thắc mắc về chiếc xe màu đen. Bà về bằng taxi hả?
biết không thể giấu được nữa. Có thể ai đó nhìn thấy nên nói với ổng. Nghĩ vậy nên bà trả lời. Tôi đứng chờ taxi thì gặp người quen chạy xe qua nên dừng lại cho đi nhờ. Ông còn nhớ ông Tân hay chạy chiếc xe màu đen không? Nay ông ta cũng bết lắm. Ông Vĩnh ậm ừ cho qua chuyện. Thật tình lúc này trong đầu của ông chỉ lo đến tiền chứ có nhớ ai. Chợt bà ba nói. Em thấy nên đưa thằng Huy về chứ cứ ở bên không có chịu làm cái gì mà mình cũng không có quản lý được. Anh coi ở trong công ty có việc gì thì giao cho nó. Rồi để em xem có đứa nào thì gả cho nó, bảo ban nhau làm ăn. Mình già rồi phải nghỉ ngơi thôi anh à. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Vĩnh không trả lời vào câu hỏi của bà ba mà quay sang hỏi lại. À, cái lô đất 5 hectare ở Phú Quốc tôi mua cho cha mẹ của bà. Bây giờ cha mẹ của bà mất rồi thì bán đi để làm cái gì, trong khi tôi đang cần tiền. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cuộc Chiến Hào Gia, tác giả Nguyễn Hiền. Lâm Phương cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.